Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, sáng thứ năm ngày 25 tháng 5 năm 2023, từ thành phố Cần Thơ, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, hôm qua, thứ tư ngày 24 tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết là bà Nguyễn Phương Hằng từ chối không nhận 8 luật sư bào chữa cho bà. 8 luật sư đó gồm có những người là Hà Ngọc Tuyên, Đỗ Hải Bình, Phạm Danh Tín, Hoàng Thị Hoài Thơ, Trần Thị Phú, Đặng Hoài Vũ, Nguyễn Đình Kim và Nguyễn Trung Chánh. Chỉ còn có một luật sư để bào chữa cho bà là Hồ Nguyên Lễ. Như vậy là trước đây gia đình bà, người thân đề nghị là thuê 9 luật sư cho bà. Nhưng bây giờ bà đã từ chối 8 luật sư kia, chỉ còn lại có Hồ Nguyên Lễ là một người thôi. Theo như Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thì vào ngày 17 tháng 5 năm 2023, sau khi đã được các người thân thuê luật sư cho bà, thì bà Nguyễn Phương Hằng cân nhắc rồi chọn một luật sư. Bà mới gửi đơn lên trên Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để chọn Hồ Nguyên Lễ mà thôi. Điều này có ý nghĩa gì thưa quý khán thính giả? Quý khán thính giả biết bà Nguyễn Phương Hằng bị đưa ra tòa cùng với những người khác, đó là 4 đồng phạm, trong đó có tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân là người có sự hiểu biết, có kiến thức, nhưng mà đã dính vào vụ này thì ông nói rằng khi tôi livestream với bà Nguyễn Phương Hằng, ý của tôi chỉ muốn là động viên, khuyến khích và an ủi bà. Nhưng điều đó không có chính xác. Vì nếu là khuyến khích và an ủi thì an ủi ở đằng trong hướng dẫn những điều đúng đắn, chứ không phải là mở ngoặc và đóng ngoặc là đồng phạm với những suy tư của bà Nguyễn Phương Hằng không chính xác. Vì khi mà cơ quan an ninh điều tra hỏi bà lấy những chi tiết đó, những thông tin đó từ đâu, thì bà nói từ trên internet mà cũng không có rõ ràng, hoặc là từ báo chí cũng không rõ ràng, rồi bà lại nói bà nằm mơ cũng không rõ ràng. Một người như tiến sĩ Đặng Anh Quân nên khuyên răn bà như thế nào để mà nói không bị trách nhiệm, chứ không phải là động viên, an ủi mà không nắm vững chi tiết như thế. Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam từ năm ngoái tới đây bây giờ là đã 14 tháng rồi. Nhưng mà nếu mà tội của bà đó nặng á, thì chỉ từ 2 năm cho đến 7 năm thôi. 2 năm cho đến 7 năm. Nếu mà tòa xem xét trong khung hình phạt mà lên tới gọi là 2 năm thì bà đã ở hơn 16, 17 tháng rồi. Rồi ngày mà xử bà xong á, thì có thể đã xong, biết đâu được tòa đang cân nhắc việc mà trả tự do cho bà ngay sau khi vụ xử án thì sao? Nên chúng ta thấy sự lựa chọn luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng gửi ra một tín hiệu. Tôi sẽ nói tại sao gửi ra một tín hiệu như thế. Thứ nhất, như tôi nói, bà đã bị giam với một số đã gần 2 năm trời rồi. Nhiều lần hoãn rồi. Nhưng nếu tội của bà thì chỉ ở trong khung hình phạt từ 2 cho đến 7 năm. Mà nếu có phạt đi nữa đó, thì tòa án cân nhắc những gì mà bà đã đóng góp cho xã hội. Đây có phải là lần phạm tội nhiều lần của bà hay là lần đầu tiên? Thì chúng ta thấy trong quá trình trước đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã đóng góp rất nhiều cho xã hội. Bà làm rất nhiều việc từ thiện. Nên đây là điểm son của bà. Tòa sẽ nhìn thấy những sự đóng góp của bà để tòa mitigation, tức là cân nhắc để mà là giảm thiểu cho bà.
nên bà cứ thường sẽ được những điểm đó. Bà được cái ưu điểm là đã từng đóng góp rất nhiều cho xã hội. Điểm thứ hai đó, những điều mà bà nêu lên về các nghệ sĩ làm việc từ thiện đó, thì bà nêu lên đúng chỗ ngứa của quần chúng. Vì các nghệ sĩ cũng không đưa ra một danh sách về chi thu cách rõ ràng, chỉ tổng quát khơi khơi thôi. Như nghệ sĩ Hoài Linh thì còn chậm trễ, không cứu lũ lụt 14 tỷ đồng tiền Việt Nam mà trong nhiều tháng trời. Nên những điều bà nêu lên nó có sự cơ sở, người ta cân nhắc chuyện đó. Tuy nhiên đó, như tôi đã từng nói, bà nêu lên là một chuyện tốt, còn bà bước sang lĩnh vực là vừa là công an điều tra, vừa là tòa án để phán quyết, hoặc bà dùng những thủ thuật để xâm nhập vào các tài khoản của họ để nêu ra, thì đó là những việc không có hợp pháp, thì bà phải chịu trách nhiệm thôi. Chứ còn điều bà nêu ra là một điều quan tâm của quần chúng, đúng với chủ ngứa của xã hội, nên tòa án cũng sẽ cân nhắc chuyện này. Những người như là nhà báo, luật sư Hàng Ni đó, chúng ta thấy hiện nay cũng bị cơ quan an ninh điều tra bắt giữ và điều tra. Ca sĩ Thủy Tiên đưa ra một trang giấy chi thu có nhiều điều khó hiểu. Thu có 177 tỷ mà chi ra hơn 178 tỷ. Số chênh lệch 1 tỷ đó là do ai đóng góp? Có phải là ca sĩ Thủy Tiên hay không? Có phải chồng bà là cựu cầu thủ Lê Công Vinh hay không? Thì chúng ta cũng chưa thấy có câu trả lời. Biết rằng trước đây công an của thành phố cũng có những điều tra, nhưng về vấn đề công khai quần chúng thì một trang giấy đó chưa có một câu trả lời một cách thuyết phục. Nên điều mà bà Nguyễn Phương Hằng nêu lên nó có cơ sở. Đó là điều thứ hai, là những gì mà bà Nguyễn Phương Hằng nêu lên là có cơ sở, đúng với quan tâm của quần chúng, đúng với chỗ ngứa quần chúng. Mà những người mở ngoặc đóng ngoặc bị hại đây đó thì không có câu trả lời một cách rất thuyết phục quần chúng. Không có câu trả lời rất thuyết phục quần chúng. Ngược lại, những người như là luật sư, nhà báo Hàng Ni lại tấn công bà Nguyễn Phương Hằng thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng là bị hại. Nên đó là điều thứ hai mà chúng ta thấy là bà Nguyễn Phương Hằng có thể là tòa sẽ cân nhắc để mà giảm thiểu mức hình phạt cho bà. Điều thứ ba đó là cách bà ứng xử ở trong tù. Chúng ta thấy bà không có ồn ào giống như nhiều người nghĩ. Bà rất là điềm đạm. Ngay cả người con ruột của bà ở ngoài lên tiếng chuyện này, lên tiếng chuyện nọ, nói lành, lên tiếng giùm cho mẹ mà không hề có một giấy ủy quyền của mẹ là không có đúng. Còn trong khi đó, bà Nguyễn Phương Hằng ở trong tù thì bà rất bình tĩnh ứng xử. Cho thấy theo sự suy luận của tôi là bà đã nghiệm ra được cuộc đời, bà nghiệm ra những sự sai trái của bà, và bà cộng tác với cơ quan an ninh điều tra. Dùng ngôn từ ở trong Việt Nam này gọi là ý thức và ăn năn việc làm của mình. Điều này thì ở bên Mỹ cũng như bất kỳ nơi đâu ai cũng thích thú hết, là vì luật pháp trừng phạt là trừng phạt những kẻ không ý thức để đưa lại những vấn đề an bình cho xã hội. Không ai mà trừng phạt những người có ý thức và hối lỗi, trong khi đó lại có những công trạng trước đây. Thì tôi thấy theo sự kinh nghiệm của tôi là một luật sư hành nghề ở bên Mỹ, thì tôi thấy là thái độ của bà Nguyễn Phương Hằng, đây là suy luận của tôi nha, tôi nói vậy thôi nha, là tôi cho rằng là bà đã nghiệm ra được cuộc đời, bà ý thức được vấn đề.
nên bà được tòa án cũng như là viện kiểm sát lưu tâm vấn đề này, thì sẽ cân nhắc mức phạt của bà. Nên là tôi cho rằng đó là những điểm son của bà. Tuy nhiên bà có cái một vài điểm mà có thể là không được, mà người ta có thể cân nhắc. Đó là khi mà bà làm việc này đó, thì bà đã dùng danh từ là tái đi tái lại nhiều lần lên trên livestream, mà nhiều người đã khuyến cáo bà không nên tái diễn chuyện đó, thì đó là một điều không được đẹp cho bà. Rồi điều thứ hai đó, đó là bà phạm tội đây đó có tính cách tiếng Anh gọi là organized crime, vì bà có những đồng phạm. Một trong những đồng phạm đó là tiến sĩ Đặng Anh Quân, giảng sư về luật. Ông tiến sĩ Đặng Anh Quân này thì tôi đã nói ở phần trên rồi. Nhưng mà đứng trên phương diện luật pháp, bà có mời ông tiến sĩ Đặng Anh Quân là một người hiểu biết về luật, thì người ta cho rằng đó là một sự cấu kết đồng tội với nhau. Thì đây là những điều mà sẽ được cân nhắc giữa những ưu điểm của bà và những khuyết điểm của bà như tôi vừa mới trình bày. Nếu mà khuyết điểm thì đứng trên phương diện về luật pháp và ý thức, thì tôi cho rằng tiến sĩ Đặng Anh Quân là người chịu trách nhiệm còn nhiều hơn bà Nguyễn Phương Hằng. Rồi vì chúng ta cân nhắc cái lợi cái hại của hai góc cạnh này, thì tại sao bà Đặng Phương, xin lỗi, bà Nguyễn Phương Hằng từ chối không nhận 8 luật sư kia? Thưa quý khán giả, khi ra tòa đâu cần phải nhiều luật sư như thế. Trong quá khứ những luật sư khi ra tòa đã, tôi thấy không giúp được gì cho thân chủ của mình hết, tạo cho thân chủ mình thêm cái cớ để bị trừng phạt. Vì sao họ cứ nghĩ rằng là đi con đường vô tội thì trở thành ngoan cố, mà ngoan cố thì tòa phạt nặng hơn. Như tôi nói, bà Nguyễn Phương Hằng có lẽ bà đã nghiệm ra được ý thức, và bà ý thức việc làm của bà, nên bà chỉ chọn một luật sư thôi, Hồ Nguyên Lễ đủ rồi. Để sao? Nếu tôi mà hướng dẫn bà Nguyễn Phương Hằng trong trường hợp này, thì tôi nói bà Nguyễn Phương Hằng, bà ra, bà đừng cãi gì là ồ tôi đúng gì hết. Bà nên nói như thế này thì bà sẽ được tòa trả tự do cho bà ở ngay tại tòa. Vì sao? Bà đã có những đóng góp quá lớn rồi. Bà ở tù thời gian như thế là có thể đúng trong cái khung hình phạt, cái mức tối thiểu là 2 năm, trừ đi những cái gì đó mà công trạng của bà đã đóng góp, thì có thể trả tự do cho bà ngay tại tòa được. Thì bà chỉ cần ra nói như này: tôi Nguyễn Phương Hằng, tôi không biết nhiều về vấn đề luật pháp, nên tôi nghĩ rằng những gì đó là tôi đúng, tôi lên tiếng thì có những cơ sở đó. Nhưng có lẽ trong thời gian đó tôi bị gì đó nó gọi là quên đi sự thật của thực tế, do những lời khen những người này người nọ bơm tôi không có ý thức được hết. Bởi vậy nên tôi mới nhờ đến một tiến sĩ luật là ông Đặng Anh Quân, mà ông này cũng chẳng có hướng dẫn tôi cho đàng hoàng, nên tôi bị sa đọa như thế. Tôi thành thật xin lỗi tòa, thành thật xin lỗi quần chúng, và tôi thành thật xin lỗi những người mà cảm thấy bị hại. Nếu tôi có điều gì đó mà hại, thiệt hại vật chất của họ hay danh dự gì của họ, tôi xin lỗi, và tùy theo tòa quyết định thì tôi đền bù. Bà mà nói như thế thì họ khóc, tòa trả tự do cho bà nếu tôi là luật sư của bà. Nhưng mà tôi chưa gặp bà Nguyễn Phương Hằng, cũng chưa liên lạc gì với bà Nguyễn Phương Hằng. Đây là góp ý của một người từ xa, thì tôi nói như thế thôi. Lẽ dĩ nhiên có những người fan hâm mộ của bà Nguyễn Phương Hằng cứ cho rằng bà là đúng hết,
Như trong quá khứ chúng ta thấy có người suy tôn bà là lãnh tụ, và một đó đám YouTuber đứng đằng sau bà đã ca tụng bà hết mình. Chính những điều đó là những điều làm hại bà. Có người mà khi mà ở trên cái đà, người ta gọi là đà suy tôn như thế, đó là bị mù, mờ lý trí, không có sáng suốt được. Và bà Nguyễn Phương Hằng là ở trong hoàn cảnh đó đó. Bây giờ bà ở trong tù, bà mới nghiệm ra rằng bà ở tù những cái đám mà tung hô bà đó thì nó bỏ chạy hết. Nó chả dám mà gọi là nói những gì có công đạo cho bà. Rõ ràng là như thế. Những đám tung hô bà Nguyễn Phương Hằng đâu? Trốn hết rồi. Có thấy ai mà ra nói ôi bà Nguyễn Phương Hằng có đúng sai chỗ này? Không có. Chạy hết, im hết, trốn. Chúng họ đến với bà Nguyễn Phương Hằng chỉ vì quyền lợi. Lợi view, lợi like và lợi kiếm tiền ở trên YouTube hay trên các mạng xã hội. Chứ chưa chắc là thực tâm nhé. Nên là bà Nguyễn Phương Hằng bà mới nghiệm ra điều này. Và vì như vậy người thân của bà, tôi chỉ biết truyền thông báo chí Việt Nam nói là người thân. Người thân đó có thể là chồng của bà là ông Huỳnh Uy Dũng, có thể đó là con ruột của bà, vân vân, thuê luật sư cho bà. Nhưng mà bà chọn luật sư là Hồ Nguyên Lễ. Vì sao? Như tôi nói là không cần nhiều luật sư. Gửi ra một tín hiệu bà có ý thức. Còn nhiều luật sư cứ nghĩ rằng ôi tôi mình sẽ cải cái hướng vô tội cho bà thì sẽ tăng tội cho bà. Người ta cho rằng đó là ngoan cố. Khi mà vô tội thiệt thì cải vô tội thiệt. Luật sư là phải phân biệt được sự phải, sự trái trong cái mớ bồng bồng đó. Nếu mà luật sư không phân biệt được phải trái thì cứ đi theo lung tung, thì chính các luật sư đó làm hại cho thân chủ hơn ai hết. Trường hợp đó đã xảy ra ở bên nước Mỹ nhiều lần, trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy những người đại diện cho những thân chủ lớn như là ông Rogers mà tòa án nói rằng ủa tại sao tôi đâu có yêu cầu cái điều này điều nọ, mà ông cứ kể công của ông ra tùm lum hết, thì thế là ông này là ngoan cố chứ còn cái gì nữa. Thưa quý khán giả, đó là thông tin và góc nhìn của tôi về vấn đề bà Nguyễn Phương Hằng từ chối không nhận 8 luật sư bào chữa cho bà, chỉ nhận Hồ Nguyên Lễ. Gửi ra một tín hiệu gì khi mà chúng ta cân nhắc khung hình phạt của bà từ 2 năm cho đến 7 năm và những quá trình bà đã đóng góp cho xã hội? Thì bản thân tôi thấy có lẽ bà Nguyễn Phương Hằng đã ý thức được vấn đề. Mừng cho bà. Và nếu mà như thế thì tôi dự đoán bà có thể được trả tự do ngay tại lúc phiên tòa xử xong, vì bà đã trả giá đủ rồi. Hoặc là có thêm đi nữa thì thời gian cũng không có lâu nữa. Tôi hy vọng như thế. Nhưng mà tùy theo sự trả lời của bà trước tòa cũng như là sự góp ý của luật sư bà là Hồ Nguyên Lễ. Còn tôi thì tôi góp ý như tôi vừa mới nói. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.